Nhau đi, lịch sự đi. Anh em với nhau làm gì phải thế. Mâm đấy, mâm đấy tao là người dọn em mấy đồ mâm đấy là chút lại cô thiếu của mụp và tổ chức vớ tổ chức vẩn không tính toán gì để thiếu cô của mụp và được nói lại được kêu em được ăn được anh ăn ít nhất người ta không kêu ra gì mà anh cứ tưởng mà anh cứ tưởng ăn không của nó em nó cũng đớp một cái phong bì dày cộp đớp cái phong bì dày cộp với cả một hộp quà to đùng ở trên bàn anh không nhìn thấy hộp quà to đùng ở trên bàn này vơ va vơ vẩn ông chủ cửa hàng mà đi không có quà không có hoa hết gì đi văng mặt xuống thì còn xuống ăn cô vét cũng ăn ơi cầm cho anh cái máy cuốn keo nhá đồ đâu đồ cho mày đâu đấy mới thằng mang cũ mà bây giờ nhà thì diện tích chật đấy đâu chỗ nào mà cất túi lổ anh mua thêm một cái thùng rác nữa để đây cho em để em quăng túi lổ vào ra bảo chị Sơn mua hai cái thùng rác mấy ngày con người ta bảo nó
trẻ anh Thành răng chắc như thế mà bàn chải lâu mòn đấy nhỉ? Hả? Cun hết cả bàn chải rồi không thay đi đội để còn lấy cái bàn chải vệ sinh. Và phản quang.